liên quan đến vụ 5 ngư dân trên tàu cá Phú Yên bị phá nước, chìm tàu trên vịnh Vân Phong, Khánh Hòa, ngày 26 tháng 12. Đại tá Nguyễn Thanh Hương, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết khoảng 1 giờ 16 phút sáng 25 tháng 12, các lực lượng tham gia tìm kiếm đã phát hiện được tín hiệu từ thiết bị giám sát hành trình của tàu cá bị chìm. Tín hiệu được phát tại vị trí cách đảo Phú Quý, Bình Thuận khoảng 8 hải lý về hướng Bắc với tốc độ 6 hải lý một giờ, hướng 190 độ. Đại tá Hương nói, rất có thể thiết bị giám sát hành trình của tàu cá này đang trôi nổi và vẫn còn pin nên tiếp tục phát tín hiệu. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích 5 ngư dân mất tích. Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, đơn vị đã phối hợp trao đổi thông tin với tàu Cảnh sát Biển 6007. Hiện đã ra đến vị trí phát tín hiệu của tàu cá nhưng không tìm thấy dấu vết gì liên quan. Thời tiết khu vực đảo Phú Quý đang có gió cấp 8, cấp 9, sóng cao hơn 5 mét. Đơn vị cũng đã trao đổi với radar 575 đề nghị tăng cường quét mặt biển, chỉ đạo các đội trạm nắm chắc tình hình địa bàn. Thông báo cho nhân dân ven biển biết, báo cáo kịp thời khi phát hiện các mảnh vỡ liên quan đến tàu cá trôi vào đảo. Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, trên đường về bờ sau chuyến đánh bắt cá ngừ đại dương dài ngày, một tàu cá bị phá nước chìm khi đi qua vùng biển tỉnh Khánh Hòa, khiến 5 ngư dân mất tích. Danh tính 5 ngư dân bị mất tích gồm thuyền trưởng Huỳnh Đức Lợi, 28 tuổi, Trần Trọng Quyền, 27 tuổi, Huỳnh Tấn Tiển, 25 tuổi, cùng ngụ phường Phú Đông, Hồ Quốc Cường, 26 tuổi và Hồ Quốc Dũng, 20 tuổi, cùng ngụ xã An Chấn, huyện Tuy An.